là nghệ sĩ Xuân Ý. Xin tri ân hết tất cả lòng thành của gia đình đã đến cho tất cả mọi người, đã dành hết tình cảm cho mẹ của con. Và xin phép đứng ở đây đây và để gửi một cái tấm lòng quý báu, đó là quỷ của bác Trần Văn Khê. Dạ, đã gửi tặng cho mẹ một cái bài thư pháp như thế này. Xin mạn phép được đứng đây để đọc. Dạ, tại vì khi hồi nãy nghe cô có bảo rằng là rất là quý với đại gia đình Tùng Bổ Minh Tơ, và trong đó là có mẹ của Trinh là nghệ sĩ Xuân Yến. Dạ, xin mạn phép được đứng đây đọc nha. Quỹ học bổng Trần Văn Khê kính viếng tăng viếng gia tộc Minh Tơ Thanh Tòng, nguyện cầu nghệ sĩ Xuân Yến vãng sanh cực lạc. Bài thơ Lục Bát Khoáng Thủ. Xuân thiên hòa dẫn thanh bình, yến quanh rộn rã long tinh huy hoàng, tường dân trải khắp dương gian, xuân đài thoát hiện ánh vàng liên hoa. Dạ, cũng xin trong đây có phần mà dịch nghĩa ra ạ, như là trời xuân tươi đẹp hòa với dân hội thanh bình, tiếng hát rộn rã cờ sao huy hoàng, mây lành trải khắp cõi trần gian, sân khấu sáng hòa bỗng hiện rõ đóa sen rực rỡ. Và trong đây cái hàm ý long tinh có nghĩa là cờ long bội tinh trên sân khấu tuồng cổ. Xin thay mặt cho tất cả toàn thể đại gia tộc đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ một lần nữa cúi đầu tri ân của quý học bổng Trần Văn Khê. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn con. Dạ bây giờ thì đây là quý bác Trần Văn Khê. Dạ đúng, đúng là chưa tới giờ con hát đâu. Nó chưa có đã. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ con xin gửi đến một thành viên trong gia đình nữa đi ạ. Rồi trong chốc lát nữa thì con sẽ đứng đây con hát. Dạ, mong bà con cô bác chờ chút xíu nha. Dạ, con cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu Sáu, cậu Tư. Cảm ơn nhiều lắm các cậu mà ở ban quý tế của đình Tân Quý. Từ xa xôi đến đây mọi người... có lẽ là cái lòng thương của mọi người đã dành cho mẹ con rất là nhiều, mấy chục năm qua mẹ con đã dành hết trong cái nghề nghiệp của mình, nghệ thuật làm nghề, và mẹ cũng là một cái người sáng tạo ra những bài viết mà khi đại hội lễ Kỳ Yên hồi xưa tới giờ là chỉ là hát bội thôi, nhưng mẹ đã chỉnh bút và viết ra những cái bài hát hồ quản đó, và làm cho tất cả các con cháu sau này những người theo nghệ thuật cải lương, và đặc biệt là ai mà có đi hát về lễ hội Kỳ Yên, luôn luôn những lễ đại bội sẽ luôn luôn ghi nhớ những cái bài hát về hồ quản là thôi thì con xin phép luôn con hát một cái bài hát, một của nhạc sĩ Minh Tâm, là cậu thứ 8 trong gia đình, đã mới viết, mới vừa xong chiều nay, để nói về mẹ. Dạ con xin được hát ạ. Dạ xin cầm văn bản hát ạ. Dạ, mấy anh chị YouTube ở ngoài có bị mắc mưa không? Mắc mưa chị ơi. Mưa ha, có thể mình có thể chích qua phía bên đây đi ạ. Nhưng mà nhớ đừng có lấn vào quá để tận dụng các cơ chế vốn tiếng ha. Rồi cho mấy YouTuber đứng nè được chưa? Ok, rồi YouTuber đứng đi YouTuber vừa. Dạ rồi, cảm ơn.